Hello, xin chào tất cả người, và trong trận đấu này mình sẽ review cho anh em vị tướng sắp sửa ra mắt Liên Quân Mobile Việt Nam. Đây là vị tướng thứ 62 nhá. Sắp sửa chính thức là vị tướng này sẽ là vị tướng tiếp theo ra mắt Liên Quân Mobile Việt Nam, một vị tướng pháp sư. Và ngày ra mắt của nó vào cái ngày quốc tế phụ nữ anh em ơi. Anh em nếu mà biết thì có thể là xem ở trên kênh YouTube của Gala Liên Quân Mobile. Ở cái phần đăng bài thì Liên Quân Mobile đã hé lộ ra vị tướng tiếp theo biến hóa khôn lường chuẩn mực pháp sư. Đây là vị tướng Liliana, một trong những cái vị tướng gọi là rất là xinh đẹp cho Liên Quân Mobile, và cũng như cả yêu tinh yêu quái anh em ơi. Gần như là hồ ly tinh hay là cáo chín đuôi gì đấy. Ok rồi, và nhiệm vụ của mình đó là giới thiệu cho anh em qua bộ kỹ năng vị tướng này, và cũng như là thông báo cái ngày ra mắt cho vị tướng này. Ok, về giá bán vị tướng này thì chưa được công bố, nhưng mà theo mình dự kiến nếu mà bán bằng vàng chỉ có 18k vàng thôi anh em ơi. Nếu mà theo mình dự kiến nha, còn về lượng quân huy bán bao nhiêu thì mình cũng không biết được rằng, tại vì hiện tại giờ cũng chưa tiết lộ được. Chỉ mới hé lộ đây là vị tướng thứ 62 chính thức ra mắt Liên Quân Mobile Việt Nam. Ok, nói về vị tướng này biến hóa khôn lường như thế nào nhiều anh em thì chưa biết. Hôm nay thì mình sẽ review và cũng như sử dụng bộ kỹ năng của vị tướng này cho anh em xem là nó khôn lường biến hóa như nào. Đây là một trong những cái vị tướng pháp sư số ít có khả năng rồi, choáng này. Ok, Nakoroth lao vào rất hổ báo anh em ơi. Rồi chạy mất rồi. Đây là một trong những vị tướng pháp sư có khả năng gọi là dùng hai bộ kỹ năng. Có hai bộ kỹ năng anh em ơi. Bộ kỹ năng 1 giống như kiểu là cái vị tướng cũng giống như kiểu là Superman thôi anh em ơi. Khi bước trạng thái phi hành dùng một kiểu, vào trạng thái bộ hành thì dùng một kiểu đấy. Đối với tướng này cũng vậy thôi, khi mà bước vào trạng thái chính là cô gái của chúng ta rất là xinh đẹp. Mặc một cái áo gọi là rồi tốc biến. Ok, một mạng. Ăn làm sao được nhờ, mình để ý rồi. Ok rồi. Khi mà mặc trên người cái gọi là một cái áo có 9 cái đuôi đằng sau anh em ơi. Nói nhìn như vậy như kiểu mốt thời trang đấy, nhưng mà thật sự thì đây nha, hé lộ sự thật này anh em ơi. Mình sẽ từ từ mình sẽ hóa chiêu cuối cho anh em xem. Hóa chiêu cuối một phát thì anh em sẽ được sử dụng bộ kỹ năng tiếp theo nha. Đây là bộ kỹ năng đầu tiên khi mà đang trở thành một cô gái rất xinh đẹp. Chuẩn bị mình sẽ từ từ nha. Chạy nhanh thế này làm sao mà đuổi được. Ok. Chạy nhanh này làm sao đuổi được anh em ơi. Rất là khó. Khi mà vị tướng này hóa chiêu cuối thì lập tức biến thành một cái con cáo chín đuôi, hồ ly tinh. Hồ ly tinh hay con cáo thì mình cũng không biết được đâu anh em ơi. Đấy, và có một bộ kỹ năng cực kỳ khắm lọ luôn. Đầu tiên thì mình từ từ giao tranh to anh. Anh em ơi giao tranh to này. Rồi đây đây, vào luôn này. Một mạng hóa nhá, hóa thành cáo rồi. Ok. Rất đơn giản anh em ơi. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu qua bộ kỹ năng trước của vị tướng này. Khi mà đang ở cái trạng thái mà một cô gái rất xinh đẹp thì anh em chiêu đầu có khả năng là cấu rỉa rất xa, tạo ra một quả cầu và phát nổ cái mục tiêu đó, phát nổ gây sát thương rất lớn nhá. Ok, và cái chiêu thứ hai của vị tướng này có khả năng là làm choáng đối phương. Đấy, làm choáng mục tiêu khi mà anh em văng trúng nhá, văng trúng cái gọi là cái chiêu của vị tướng này. Ok, choáng này. Đó, lên bảng đi, siêu việt rồi. Rồi, đấy là về cái hai cái chiêu đầu tiên của cái bộ kỹ năng khi mà trở thành một cô gái xinh đẹp. Ok, khi mà kích hoạt chiêu cuối thì lập tức Liliana của chúng ta biến thành một con cáo chín đuôi. Và cái chiêu đầu tiên của cái con cáo chín đuôi này nó sẽ... Đây đây, lướt này. Nó sẽ vồ nha anh em ơi. Nó sẽ vồ cầu xé, anh em chưa? Chiêu thứ hai kích hoạt một phát. Chiêu thứ hai anh em cần phải lướt qua người đối phương, sau đó anh em mới kích hoạt được một quả cầu nổ này. Đó. Phải lao được từ một con cáo, anh em phải lao qua người đối phương, sau đó là... mới có thể kích hoạt được cái chiêu thứ hai nha, tạo ra một quả cầu nha. Ok, chưa chịu về Liliana, chưa chịu về anh em ơi. Vẫn còn đứng lại được. À mình xin lỗi Arum chứ. Arum chưa chịu về này. Ok. Rồi, và đây là một trong những cái số vị tướng pháp sư anh em rất khó đuổi. Nó có đến 3 lần tốc biến, giống như kiểu là Tulen chẳng hạn anh em ơi. Nhưng mà tốc biến của nó thì anh em cần phải sử dụng đúng đúng nhá. Đây không phải gọi là tốc biến mà đây gọi là lao, gọi là nhảy ra chỗ khác đấy. Giả dụ nha, nhảy về phía trước chẳng hạn. Đây, ví dụ là anh em đang thành người đúng không? Đang thành cô gái này. Đó, anh em lướt tới này. Ok, lướt tiếp này. Đấy chưa?
lướt chiêu cuối, lướt chiêu 2, sau đó lại lướt thành chiêu cuối để biến thành về là 3 lần lướt nhá. 3 lần lướt của một vị tướng cáo chín đuôi anh em ơi. Đây này anh em ơi. Từ từ mình sẽ lướt cho anh em xem. Lướt này đấy anh em thấy chưa? Đấy lướt một phát là biến thành một cô gái luôn. Ok, trước đây vị tướng này mới ra mắt mình cứ nghĩ là đây một con yêu quái cơ, nhưng mà yêu quái cũng được, yêu luôn, tại vì nó xinh quá. Ôi rồi xinh như thế này mà không yêu lại. Anh em mà phóng to ra thì nhìn cực kỳ là hấp dẫn luôn đấy. Quá là hấp dẫn. Ok, chạy đâu rồi ạ? Lướt này. Thôi không 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 không, không. Căng thế, làm gì khống chế em ghê thế. Ok. Rồi. Các trang bị cho vị tướng này mình đã để trong clip rồi anh em ơi. Khi mà anh em có thể lên Ngọc Đại Pháp Sư, giày pháp sư chẳng hạn, giày pháp thuật anh em ơi, hoặc là anh em có thể lên vương miện à, cái gì vậy gọi đóng thế nhỉ, lên vương miện hammock nha, chữa bùng nổ này, chữa băng này và sách thánh, đây là các trang bị cho vị tướng Liliana mà mình lên trong trận đấu. Và hiện tại mình đang rất là xanh rồi anh em ơi, anh em thể nhìn thấy là lướt lướt liên tục luôn. Có một vị pháp sư nữa chuẩn bị ra mắt rồi. Ok, choáng rồi, đủ kiểu đi. Chạy nhanh vãi trưởng anh em ơi, không đuổi được luôn. Đó thì mình đã nói là nhiệm vụ chính của mình đó là giới thiệu cho anh em, thông báo cho anh em về những cái vị tướng chuẩn bị ra mắt. Đây là vị tướng tiếp theo nằm trong 62, đây là vị tướng thứ 62 nhá. Lico Bay đã có 62 vị tướng rồi, nếu mà ra mắt vị tướng này nữa là 62 vị tướng. Ok rồi. Rồi. Với cái khả năng là vị tướng này biến ảo diệu như thế, thế nên là trong combat anh em có thể tùy cơ ứng biến, có thể lao vào ấy, hạ gục đối phương, sau đó lướt ra một cách rất ảo diệu. Một trong những vị tướng pháp sư gọi là rất là cơ động nha. Và có khả năng đi gank rất tốt, anh em thể nhìn thấy đầu game giờ mình đi gank rất là nhiều. Rồi, không chán rồi, nhầm rồi, từ từ nhá. Làm gì mà húng thế? Húng thế, ok, lướt chiêu 2 này. Ok, mình sẽ tạo ra một quả cầu này, đó, bắn ra này. Thấy chưa, quả cầu này sẽ chạy theo. Và càng lúc nó cả cầu sẽ chạy càng nhanh, nhưng mà nếu đối phương có khả năng tốc độ di chuyển cao thì vẫn có thể là chạy thoát được cái phạm vi quả cầu bay nhá. Mình vừa nhìn thấy một thanh niên máu giấy từ từ có băng trụ anh em ơi, quay đầu quay úi rồi, có tí máu này, có xíu máu có xíu máu thôi, mình sẽ băng trụ nha. Rồi ok, huyền thoại rồi nha, rất là xanh anh em ơi. Hiện tại mình đang có mặt ở bản thử nhận Liên Cô Ba Bai để có thể test vị tướng này để cho anh em biết rõ được về bộ kỹ năng. Rồi, lên bảng đi thần thánh nha. Từ mình sẽ bắn này, bắn. Ok, lượn của cầu này, bắn này. Bây giờ thì chạy đi còn gì nữa. Đứng đấy mà biến về à? Hồn nhiên, Nakaroth. Nakaroth, đừng có mà hổ báo đây. Rồi. Anh em thấy là cái việc khả năng vị tướng này có bộ kỹ năng sử dụng khá là xa nha. Cấu rỉa cực kỳ tốt luôn. Khi mà đi đường giữa anh em có thể ép lên, đó có thể là gọi là dồn đối phương về cái thố, về cái phòng thủ đấy. Rồi còn tiêu máu này, bây giờ mình sẽ thử băng trụ nha anh em ơi. Từ từ nào, ném này. Ok, còn xíu máu thôi anh em ơi, cái này băng trụ là sẽ có mạng nha. Ôi, ngộ không. Ok, bây giờ mình lướt này. Ok, mình vừa tốc biến rồi, ba lần lướt đuổi hộ cái, có mà đuổi anh em ơi, anh em nhìn đã. Đấy, lướt này, ném tráng này. Ok rồi, cấu rỉa máu này, không đuổi được luôn, rất khó chịu. Từ từ ấy, lướt tiếp này, thấy chưa, không đuổi luôn. Bây giờ mình có chiêu cuối viết là mình lại lướt tiếp này, đó lướt này, hóa thành người làm choáng rồi, nó có xíu máu kìa. Thật ra đánh về thử nhận thì nó cũng đơn giản thôi, nhưng mà chủ yếu là test tướng, test trang phục và giới thiệu cho anh em nào mà dùng iPhone không cài đặt được bản thử nhận Liên Combo 3 Việt Nam. Ok, huyền thoại thần thánh anh em ơi, huyền thoại rồi, rất đơn giản, cực kỳ là xanh. Đó anh em thấy là cơ động đúng không? Mình và di chuyển rất là nhanh luôn đấy. Rồi. Liliana, một trong những cái vị tướng pháp sư mà hóa hóa thành một con gọi là con thú đầu tiên của Lycopy ở cái bản chính thức nhá. Pháp sư thôi chứ còn hầu như bây giờ pháp sư làm gì có đâu. Rồi. Rồi chơi luôn rồi. Ok. Lên bảng đi còn gì nữa. Trời ơi, anh em thể nhìn thấy là mình phi rất là nhanh, cực kỳ cơ động anh em ơi. Rồi, choáng này. Rồi. Gì ở như thế này làm sao sống nổi đây. Ok, chỉ cần có bùa xanh thôi là mình sẽ rất là bá anh em ơi. Từ nhá. Nào. Rồi. Bốc hơi rất nhanh anh em ơi, choáng này.
Wow, nửa cây máu kia. Bây giờ mình thử ném cái chiêu một tiếp là xem là cái vị tướng Arthur của chúng ta có chết hay không. Từ từ nha, đợi đợi xíu, ôi, chạy về rồi sao đây? Buồn thế. Chạy về rồi. Hiện tại đang có bộ kinh công anh em ơi. Ném này, ok, cấu rỉa thôi. Đấy chưa, cái việc cần anh em đứng ngoài trụ nha. Ném này, lên bảng, quá là kinh. Nửa cây máu chết luôn. Đó, đối phương ôm trụ không không yên anh em ơi, vì cái chiêu 1, chiêu 2 của vị tướng này có cái tầm đánh rất là xa. Đó, xả chiêu thức rất xa và bây giờ sẽ lấy cái trụ nha, lấy trụ đi anh em ơi. Tôi cả định đầu hàng rồi. Ok, clip review vị tướng tiếp theo ra mắt Liên Quân Vai Việt Nam, vị tướng chính thức thứ 62 ra mắt dịp quốc tế phụ nữ của mình đến đây kết thúc rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video mình và nhớ đăng ký kênh và chia sẻ video, like cho mình để mình có động lực thêm. Nhớ tất cả các anh em, bye bye.